Em chào các thầy, cô, chào các bạn. Em là Nguyễn Việt Bách, học sinh lớp 3-4 trường tiểu học Lê Hồng Hân. Hôm nay em muốn giới thiệu với mọi người cuốn sách nói về danh nhân thế giới, bộ truyện tranh hôn, cụ thể nói về nhà khoa học Louis Pasteur. Sách do nhà xuất bản Kim Đồng in năm 2021, khổ in là 14,5 x 20,5 cm. Nội dung cuốn sách nói về cuộc đời của nhà bác học Louis, là người Pháp Louis Pasteur, người đã phát minh ra vaccine phòng bệnh than và bệnh dại, cứu nhân loại thoát khỏi những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, ông không đăng ký bảo hộ những phát minh của mình, cho phép mọi cá nhân, tổ chức có quyền sử dụng để phục vụ đời cuộc sống cộng đồng. Nhân loại sẽ mãi mãi biết ơn nhà bác học Louis Pasteur, cha đẻ của học thuyết vi trùng học. Nhà khoa học không chỉ có bộ óc thiên tài mà còn có trái tim ấm áp, tràn đầy tình yêu thương con người. Ông sinh ra năm 1822, mất năm 1895, hưởng thọ 73 tuổi. Hiện tại có viện chuyên nghiên cứu về sinh vật học và y học Pháp được gọi là Viện Pasteur, đặt theo tên của người sáng lập Louis Pasteur. Tên tuổi của ông sẽ sống mãi với nhân loại. Giờ đây em cũng đang cố gắng học thật giỏi vì em cũng ước mơ sau này sẽ là nhà khoa học có ích cho xã hội ngày nay. Trước đại dịch Covid-19, thế giới cũng có nhà khoa học Charles Gilbert, người phát minh ra vaccine AstraZeneca với chi phí rẻ, giúp các nước có thế đẩy lùi dịch bệnh. Câu chuyện về những nhà khoa học như Louis Pasteur đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà khoa học và chính bản thân em. Từ đó phấn đấu học thật tốt, đóng góp công sức cho cộng đồng. Hello teachers and friends, my name is Vivek Bach, a student from class 304 of Lê Hồng Hân Primary School. Today I would like to introduce to everyone a book from a set of stories about world club birds called Who. I read almost some book up from the set, but what inspires me most is the story of a scientist named is Louis Pasteur. The book was published by Kingdom Publishing House in 2021 in the size of 14.5 x 25 cm. The book talks about the life of immense French scientist Louis Pasteur, who invented the vaccine against anthrax and rabies, saving humanity from life-threatening disease. However, he did not register his invention, but allowed all individuals and organization the right to use them to service the life of community. Humanity will forever be grateful to scientist Louis Pasteur, the father of theory of microbiology. A scientist was not only a genius brain, but also a warm heart full of human love. He was born in 1822, died in
1895 at age of 73. There is currently an institute specializing in biology and medicine in France called the Pasteur Institute, which was named after its founder Louis Pasteur. His name will live forever with mankind. Now, I am also trying to study well because I also dream of becoming a STEM scientist in the future. Luckily, the world is fighting COVID-19 pandemic with the contribution of Sarah Gilbert, mother of AstraZeneca. We are able to afford vaccine against COVID-19. The story of Louis Pasteur has been inspiring generations of scientists as well as myself. I'm doing my best to study well and contribute to those scholars in the near future.